Rồi, hello chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay lên báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Thứ nhất mình thông tin với các bạn về tình hình chứng khoán của Việt Nam trong ngày 14 tháng 7 các bạn ạ. Ngày hôm nay thị trường chứng khoán của chúng ta cũng không có gì tiến triển hết các bạn. Mình theo dõi từ cái phiên sáng cho đến chiều thị trường nó đỏ liên tục. Ngày hôm nay là giảm thêm vài chục điểm nữa các bạn, về cái vùng là 1.279 điểm rồi. Trừ ngày này nó có một cây xanh nó hồi là thôi các bạn này, còn tất cả các phiên đó là bị đạp liên tục các bạn. Những ai mà mua bắt đáy là phải giữ, chứ còn các bạn thấy nó giảm liên tục các bạn này. Ví dụ như ngày ngày hôm nay các bạn mua để hồi thì T3 là về ngày hôm nay nó đạp tiếp một phát nữa các bạn này. Còn mua ngày hôm nay thì nó tiếp tục nó đạp. Còn nếu như mua ngày hôm nay là tiếp tục nó đạp xuống đây tới đây các bạn này. Còn không biết là cái cây này như thế nào. Ai bắt đáy ngày hôm nay thì ngày mai là tình hình ở đây thì nó cũng dùng vàng chỗ này chứ cũng chưa có gì tiến triển hết các bạn. Thị trường nó đỏ hay là nó xanh là một phần thôi các bạn, nhưng quan trọng nhất là cái vol này các bạn này. Cái vol là nó thể hiện cái dòng tiền vào các bạn biết không? Như vậy là cái vol ngày hôm nay so với ngày hôm qua là nó không hơn bao nhiêu hết các bạn thấy không? Nó hơn có xíu thôi. So với những cái đỉnh này là các bạn thấy nó bằng tầm tầm khoảng hơn nữa một xíu thôi. So với những cái thời kỳ đỉnh đỉ là các bạn thấy cái vol dễ sợ. Để mình mở cái ông khối ngoại thử. Đợt này cũng làm ăn ra, không biết là ông có mua vào hay là chưa. Như là vài ngày hôm nay là ông khối ngoại ông mua ròng các bạn ạ. Ông mua ròng nhưng mà số lượng rất là ít thôi các bạn, chỉ có 334 tỷ thôi. Cái vốn rất là thấp các bạn, những ngày trước là ông mua rất là nhiều rồi. Nhưng mà chắc thị trường không có hầu được các bạn biết không? Cho nên ngày hôm nay là ảnh mua rất là ít. Khi các bạn vào cái trang này các bạn bật lên là các bạn có thể biết được rằng anh nước ngoài ảnh mua những cổ phiếu nào. Ví dụ ngày hôm nay tập trung mua thép Hòa Phát các bạn này. Vinhome này, chứng khoán HSI này và một số cái chứng quyền các bạn này, Ri này, Masan này, còn bán nhiều nhất là ngân hàng Thịnh Vượng. Còn ông tự danh ông tự danh lại bán bán thép Hòa Phát các bạn này, anh tự danh bán thì anh kia mua ngược ngược nhau các bạn ạ. Còn bên kia bán ngân hàng Thịnh Vượng thì bên tự danh lại mua ròng các bạn này. Các bạn thấy hai anh chàng này là nó đi ngược nhau các bạn ạ. Nhưng mà tự danh ngày đi bán 153 tỷ các bạn. Nói chung là rất là tiêu cực các bạn ạ. Các ngày gần đây các bạn thấy người ta bán nhiều hơn mua, chỉ có hai cái cây này khá tỷ thôi, còn tất cả là người ta bán hết. Qua cái này thì các bạn cũng hiểu một phần nào rằng khi thị trường nó lên á là dường như là tất cả hệ thống thông tin truyền thông nó đẩy giá lên các bạn. Cái thời điểm mà giá nó lên là các bạn dường như không nghe một thông tin gì tiêu cực hết các bạn ạ. Toàn là những thông tin tốt ra. Những thông tin tốt như vậy là các bạn thấy dường như là các cái tổ chức hoặc là tổ chức nước ngoài người ta bán ra rất là nhiều các bạn. Các bạn để ý từ đầu tháng 6 bây giờ là dường như bán ròng rất là mạnh. Từ đầu năm bây giờ bán ròng rồi nhưng mà thời điểm tháng 5 tháng 6 là bán rất là mạnh. Nhưng chính cái thời điểm đó là mình thấy những thông tin tốt rất là nhiều. Thậm chí dường như không ai nói rằng thị trường đi xuống nữa các bạn. Ai cũng hăm hở là ngần 3 lên ngần 3 năm mà lên ngần 4 là người ta nói chuẩn bị chinh phục cái đỉnh mới là 1.500. Cuối cùng là người ta dẫn dắt truyền thông. Cuối cùng các nhà đầu tư cá nhân là những người luôn luôn chịu thiệt thòi các bạn. Như các bạn biết tổ chức là một cái nơi người ta rất là tài giỏi, những người giỏi người ta nằm ở đó. Thứ hai nữa là người ta buôn bán là có chiến lược, có mục đích rất rõ ràng, có phương pháp. Còn nhà đầu tư cá nhân là mang tính chất nhỏ lẻ nhiều, không ai biết ai nên cái tính đoàn kết không có. Còn tổ chức như bạn biết là có 5-10 tổ chức thôi. Như vậy là thông tin người ta qua lại với nhau rồi người ta phân tích, người ta dẫn dắt thị trường được. Tuy có nguồn vốn của họ có thể ít hơn nhưng mà họ có khả năng dẫn dắt được các bạn. Còn các nhà đầu tư đông, tiền nhiều
nhưng mà dễ bị tâm lý, chỉ cần có một trục trặc gì là dường như là cùng nhỏ bắn tháo hết các bạn. Hiện bây giờ là các bạn đọc báo, các bạn đâu có thấy ai nói gì đâu, các bạn thấy im ra rè các bạn này, các bạn thấy không? Khi thị trường lên đỉnh này, nó các bạn là thi nhau báo chí nào nó đồn thổi tùm lum tùm la ra, thị trường chuẩn bị là sắp tới là chinh phục những đỉnh cao mới, còn có đoạn nào mới đạp nó rút này các bạn này, dường như là chẳng có thông tin gì ra cả. Anh nào chết thì phơi xác thôi. Mình nói với các bạn là đọc tiếp một phiên phiên nữa là những người vay mặt kinh là dường như là trái tài khoản hết các bạn. Thời điểm đi đến đây là các bạn biết là nó giảm biết bao nhiêu điểm rồi, hơn trăm mấy điểm rồi. Tình hình này mà tiếp tục nó đập tiếp về tới gần 2 điểm là nó các bạn là khô mặt kinh hết. Có nghĩa rằng mọi thứ phải làm lại bắt đầu từ đầu hết các bạn này. Gần hai thì tầm tầm nó về lại đây các bạn này. Đó, gần hai là nó về cái mốc tháng 3 các bạn. Đó các bạn thấy không? Từ tháng 3 cho đến tháng 7 3 tháng miệt mài tăng liên tục mà chỉ cần đợt tầm vàng vàng cần mấy phiên là xuống về mò hết các bạn này. Mình nói bằng tình hình này là nguy cơ là đập về ngân hai lắm các bạn này. Tại vì các bạn thấy nó vô nó không có tan. Ví dụ trường hợp mà nhiều người bắn tháo mà có cái dòng tiền nó vào nó bắt đáy thì thị trường nó có khả năng nó hồi phục. Ở đây thị trường bắt đáy rất là ít. Ngày mai ngày mốt mình nghĩ rằng nó có khả năng nó đập tiếp các bạn. Nó đập cho các nhà nào mà vay vay tiền là coi như cháy hết tài khoản, là lúc đó là hắn mới tìm đường kéo lên. Là các bạn thấy không? Đỏ rực cái tên, đây là VN 30 này. Những cổ phiếu trụ như là Thế Giới Di Động. Có thời điểm cách đây mấy ngày các bạn biết là tăng liên tục các bạn này. Nhưng bây giờ các bạn thấy cũng đỏ rực rồi, giảm đến 8,5%, các bạn thấy giảm dễ sợ không? Tăng rất cao, rất nhanh nhưng mà giảm thì giảm cũng cũng rất sao các bạn này. MBB là một ngân hàng được vừa rồi công bố lãi suất cũng rất là tốt nhưng mà nó các bạn đậm phát là cũng rớt cái trang này. Ngày hôm nay là chỉ có ông Khang Điền, ông Vinamilk cũng ngóng ngáp lần xí, ông đi thì thôi quỳ giống, ông đi là ông bất động sản Phát Đạt với ông Vincom, ông Massa cũng xanh với ông ngân hàng đầu tư phát triển. Còn nữa ông xanh cho máy còn toàn bộ đỏ rực cái trang, toàn cổ phiếu trụ đỏ trang các bạn thấy không? Ngân hàng ngoại thương Vietcombank thì mạnh như rồng này, các bạn đập phát cũng rớt các bạn này. Techcombank mấy bữa gồng gồng nó điện đập cũng rớt rồi các bạn này. Mấy bữa nó ổng tím sàn luôn các bạn này. Ngày hôm qua thì ổng còn 53 mà ngày nay đập phát tiếp là còn có 51 các bạn này. Thép và phát dớt phát cũng còn có 4 45 ngàn các bạn. Đấy, các bạn thấy đợt này đập dễ sợ. Cái này là chuyện bình thường các bạn. Những người đầu tư chứng khoán lâu năm có việc mà lên xuống hoặc là những cái đợt mà giảm sốc thị trường là một chuyện bình thường đối với họ. Cũng giống như người ta đi xe ô tô công thức một các bạn này, người ta đua các bạn này. Cái lúc mà va chạm nó lan lậu là chuyện bình thường các bạn. Còn đối với các nhà đầu tư cá nhân rõ ràng đây là một cú sốc. Có những người không kịp rút ra thị trường, trái tài khoản là có khả năng người ta rời vĩnh viễn thị trường luôn các bạn. Vài năm sau họ mới quay trở lại. Hoặc rằng có những số người mình tiếp xúc là bỏ bỏ thị trường luôn các bạn, sinh ra là căm thù chán ghét thị trường. Rồi các bạn cố gắng cầm cổ phiếu rồi cầm cự thôi, thấy tình hình nó ổn thì tiếp tục vào, còn bắt đáy thì chắc phải canh liên tục các bạn. Thời điểm này các bạn phải luôn luôn nhìn bảng điện thật là kỹ, nhìn cái dòng tiền nó vào nó ra như thế nào, khối ngoại tự doanh người ta làm ăn ra sao là các bạn phải hết sức theo dõi. Tại cái thời điểm nào nó các bạn là cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần các bạn xác định cái gần gần đáy ở đâu mà các bạn bắt cái thời điểm đó mà các bạn đi lên á, là có khả năng là có được cái tỷ lệ lời rất cao các bạn. Rồi ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài nói về bất động sản các bạn ạ. Ngày hôm nay trên trang Cà Phê X có một cái bài đó là bi kịch đầu tư bất động sản Vang Đô, mua đỉnh bán đáy, ôm đất 10 năm ngậm ngùi chờ cắt lỗ. Đấy, các bạn thấy mua đất là muôn màu muôn vẻ, mình chia sẻ với các bạn rất rất là nhiều đó nhưng mà không bao giờ hết chuyện các bạn này. Trải qua những cơn sốc đất, không ít nhà đầu tư lao vào cuộc đua đấu đá quy hoạch, đến nay vẫn thấy mình hớ nặng rau bán vẫn khó thoát hàng.
Thị trường bất động sản Hà Nội đã từng trải qua nhiều cơn sốt. Năm 2011, một cơn sốt đi qua cũng đã giá đất tại một số vùng vàng phía Bắc Hà Nội từ vài triệu lên hàng chục triệu đồng một mét vuông. Không ít nhà đầu tư lao vào cuộc đua đấu đầu quy hoạch đến nay vẫn thấy mình hớ nặng, rao bán lỗ nhưng mà vẫn không bán được. Đó là trường hợp của chị Hoàng Thùy Hà Nội, một nhà đầu tư tay ngang mới đây chia sẻ. Năm 2011, chị quyết định xuống tiền mua một miếng đất gần bãi mua mét vuông ở Tân Trại Sóc Sơn. Thời điểm đỉnh giá chị mua là 11 triệu đồng một mét vuông. Điều khiến chị đau nhất đến nay là sau chục năm chị rao bán nhưng cò đất khu vực định giá chưa đến 11 triệu đồng. Chị muốn bán nhanh thì cho đi với giá khoảng 8 triệu đồng. Chị thì kể lại lời nguyên suy của một cò đất ở Sóc Sơn. Các bạn thấy không? 11 năm trời ròng rã mà bán huề giấu 11 triệu đồng cũng không được các bạn. Cò rứa mà cò còn gạ, nếu bán nhanh thì còn 8 triệu thôi. Các bạn biết lỗ biết bao nhiêu các bạn? Lỗ khủng khiếp lắm các bạn này. Lý do được cò cho biết miếng đất tuy vuông vắn nhưng nằm sâu trong ngõ bé, ô tô không vào được, rất khó bán, muốn thoát hàng thậm chí phải bán dưới giá thị trường. Trong khi đó, giá rao khu vực này chỉ dao động khoảng 10 triệu đồng một mét vuông, có những đường có ô tô đi vào tận ngõ thì giá cũng chỉ khoảng 12 đến 15 triệu đồng. Chị Thùy cho biết dịch bệnh khiến công việc chị không được thuận lợi, muốn bán đất để thu xếp phần nào tài chính nhưng giá rẻ quá khiến chị phải tính toán lại. 10 năm nếu bán ngang giá thì cũng lỗ, chưa đủ để trượt giá. Hồi trẻ chưa có kinh nghiệm mua theo tin đồn nên ào ào không xem xét nhiều, không tính toán rằng miếng đất có vị thế đẹp thì thoát hàng cũng rất khó, chứ chưa nói gì đến có lãi ở đây. Theo hồi ức của chị Thùy kể lại, đầu năm 2011, đất ở Sóc Sơn trải qua một đợt tăng giá chóng vánh kéo dài khoảng 2 tháng. Khi thông tin các trường đại học cao đẳng sẽ di dời đến đây được lan truyền, thông tin về dự án sân golf quốc tế đang triển khai và tuyến đường 35 mở rộng cũng tạo nên sức nóng cho vùng đất nông nghiệp này. Dù chưa đưa ra quyết định chính thức, nhưng thời điểm đó nhiều người dân lao vào đầu tư, thị trường thì mặc sức thổi giá. Trong một thời gian rất ngắn, đất tại một số xã đắt gấp 2, gấp 3 lần so với cuối năm 2010, kể cả đất chưa có sổ. Thời điểm cuối năm 2010, giá đất tại khu vực này dao động khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng một mét vuông, sau 2-3 tháng đã lên 8 đến 12 triệu đồng. Nhiều nơi gần đường lớn lên đến 18 đến 32 triệu đồng, ngang ngửa đất vang nội thành Hà Nội. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơn sốt đất Sóc Sơn đã nhanh chóng đi vào vết xe đổ của các cơn sốt trước đó trên thị trường Hà Nội. Nhà đầu tư nhanh chóng vỡ mộng khi ôm đất khu vực này. Nhiều nhà đầu tư sau chục năm vẫn mắc kẹt như trường hợp của chị Thùy. Đó, các bạn thấy không? Đó. Phải nói rằng đất nước Việt Nam của chúng ta ở nơi đâu cũng trải qua những cơn sốt đất. Hình thái nó cũng giống nhau như vậy các bạn ạ. Ở đây trường hợp này các bạn quay lại lịch sử, Sóc Sơn có một thời kỳ rất chi là rực lửa. Đó là sau khi nghe đồn những cái thông tin về quy hoạch hạ tầng các bạn nè, rồi di chuyển một số cái trường hợp đi về cái vùng đó. Cho nên là đất ở đó nó tan giá. Mình nói các bạn không có gì thiệt hại nghiêm trọng bằng đầu tư theo cái tin đồn đó. Mà hồi đó dường như nó có phong trào các bạn ạ. Ở đâu có tin đồn là dường như các nhà đầu tư người ta nhảy vào người ta mua thôi, chứ còn không biết thực hư nó như thế nào. Ở Hà Nội năm 2011 vẫn có một cái nữa, các bạn là nhớ ở Ba Vì không? Hồi đó nó có những cái tin đồn là dời đô về Ba Vì các bạn. Mình cũng hiểu vì rằng mà hồi đó sống ở Hà Nội đang yên ổn chứ có vấn đề gì đó các bạn. Rứa mà tự nhiên lẫn đầu là dời thủ đô về Ba Vì, đó là tự nhiên là đất ở đó nó lên những cơn sốt còn khủng khiếp hơn ở Sóc Sơn nữa các bạn. Đất ở đó mà nói các bạn, thời điểm đó là nó lên gấp mấy chục lần lận. Thậm chí đất ruộng, đất vườn, đất gì cũng mua, đất không có sổ vẫn mua. Bây giờ là bao vì các bạn biết là cho dù 10 năm rồi, cái giá là vẫn y như vậy các bạn. Thì hắn cũng giống như trường hợp của Sóc Sơn thôi, chứ không khác gì đâu các bạn. Có thể nói một điều rằng qua cái bài này chúng ta học được rất là nhiều điều. Và
có những bài mình chia sẻ với các bạn cũng khá rồi đó. Có nghĩa rằng chúng ta tránh cái việc mua bất động sản theo tin đồn. Tin đồn là nó rất là mơ hồ các bạn. Mà mình nói các bạn ở đây là có những cái người người ta làm những việc đó, các bạn có hiểu là một điều như vậy. Bây giờ như các bạn biết công bố quy hoạch rồi đó nghe, nhưng mà cũng chưa có gì chắc chắn hết các bạn. Công bố quy hoạch ký đóng giá rồi, còn làm như thế nào, bao giờ triển khai là phải có thời gian nữa các bạn. Vì nó phải thuộc vào đồng tiền của ngân sách nữa. Một cái quy hoạch như các bạn biết là làm từ 10 năm đến 20 năm chứ đâu phải ngắn đâu. Từ đó đến đó là như các bạn biết là phải triển khai rất rất nhiều thủ tục, từ khi khảo sát cho đến lên dự án là cả một câu chuyện rất dài. Mà trong khi giá là như các bạn biết là hắn đi bằng tên lửa. Còn cái việc hạ tầng với phê duyệt quy hoạch của chúng ta là nó đi bộ. Cho nên tất cả những người mà mua theo quy hoạch hoặc là mua theo tin đồn dường như là trái tài khoản các bạn. Cho dù có 5 năm, 10 năm đi chăng nữa, giá đất có tăng cũng rất là khó có thể bù đắp lại cái giá mà chúng ta mua tại cái thời kỳ đỉnh điểm đó. Một lần nữa các bạn thấy ở Hà Nội đó, mà còn lỗ như vậy thì huống chi ở những thành phố tỉnh lẻ. Mua tại những cái thời điểm tin đồn như vậy là những thiệt hại nó còn lớn hơn rất là nhiều lần các bạn. Còn vấn đề ở cát hay không thì mình chia sẻ như thế này. Trường hợp mà các bạn vay mà thấy thị trường nó đi xuống là các bạn phải quyết tâm cát các bạn. Cho dù có lỗ 5-10% đi chăng nữa các bạn vẫn phải cát. Chứ còn không là các bạn để càng ngày nó càng xuống, càng với lãi vay nó đè trên lưng các bạn vẫn chịu không có nổi đâu. Là khi cát là phải quyết tâm cát. Mà đã cát rồi là phải bán dưới giá thị trường. Chứ các bạn đừng có tiếc bán theo giá thị trường là nó không bao giờ bán được. Thị trường cái xu hướng lên là các bạn bán lên, có khả năng các bạn bán được. Nhưng khi thị trường nó đang có xu hướng đi xuống là các bạn phải bán dưới giá thị trường. Chứ còn các bạn bán theo giá thị trường không ai mua hết. Còn trường hợp các bạn không vay thì các bạn không có tính. Trường hợp không vay mà các bạn thấy cái khu vực đó nó không có gì phát triển hết, hoặc nó còn lao quá để phát triển thì các bạn cũng phải bán. Thà rằng lỗ 50%, cái đồng tiền của chúng ta nó về túi của chúng ta là chúng ta chủ động, chúng ta quyết định được cái việc đầu tư một cái khu vực khác, nó có khả năng, nó có tiềm năng, nó tăng trưởng hơn. Còn các bạn giữ lại đó, rõ ràng càng ngày nó cần lún sâu vào đó, nó nhốt của chúng ta một số tiền cũng khá khá. Còn trường hợp thứ hai, nếu các bạn không có một cơ hội nào tốt hơn mà thấy khu vực này nó có khả năng về lao về dài, nó phát triển, nó có khả năng thay đổi về hạ tầng thì các bạn cố gắng các bạn giữ. Trường hợp có lỗ quá rồi thôi thì ôm luôn. Rồi, ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye, chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.